Đấy, xin chào quý vị và các bạn. Nói đến Nghệ An thì rất nhiều người ta đều phải nghĩ đến cái món lươn xứ Nghệ. Và cũng rất là lâu rồi mình cũng không có chuyện ăn sáng ở nhà. Thì hôm nay về quê luôn tiện thì ăn lươn. Thế là lươn thì rất là nhiều món. Như các quán ăn sáng thì người ta thường chế biến món cháo lươn này, miến lươn này, sốt lươn này. Đây là những món phổ biến mà những cái quán ăn sáng ở Nghệ An người ta thường hay làm. Thế thì hôm nay mình đây là cái bát miến lươn. Mình tiện quay để giới thiệu quý vị và các bạn luôn. Miến. Cái này như nó gần giống với phở, gần giống với phở ở trong miền Nam đấy. Nó gọi là miến. Lươn, nhìn lươn rất là ngon. Về Nghệ An ăn lươn sướng thật, nó ngon. Ở nhiều nơi người ta cũng có bán lươn nhưng mà mình vẫn không thích ăn lắm. Những nơi khác nhiều nơi cũng ngon lắm nhưng mà về Nghệ An thì thích nhất, nơi đặc sản mà. Nghệ An này là ăn tại Nghệ An rất là ngon, mình rất là thích ăn. Bây giờ mình bắt đầu cho cái gia vị nó vào, nó chanh. Bữa này nó là cay em nhé. Cho ai ăn được bao nhiêu cho bấy nhiêu, đừng có cho quá tay chết ăn không được. Không biết chúc măng bằng gì. Ở Nghệ An có thêm một cái món nữa, đấy là cái măng muối ớt cho quý vị. Này nó rất là ngon. Và măng thì chắc người ta ăn hết rồi, còn toàn ớt rồi. Ớt là tỏi nữa. Măng ớt tỏi người ta muối đây ngâm giấm nó rất là ngon, nhìn nó rất là hấp dẫn. Rồi phải cho một ít và cả một ít nước nữa. Trộn đều lên, ớt nhiều quá, bỏ bớt ớt ra không à, cay quá. Đây là một trong những cái quán ăn sáng rất là đông tại tại quê nhà, tại gần nhà mình ấy, thì luôn ngon quá. Đơn này mà có nhiều măng ăn thì tuyệt vời. Đây là rau sống này. Và về xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món miến lươn này nhé. Thử một miếng nước không? Ngon quá. Cái nước dùng rất là ngon, có vị cay cay chua chua nữa, tuyệt vời thật, ngon. Ngon thế, lươn này. Lươn cũng rất là ngon. Cái rau à. Bây giờ cuống rau. Thank you.
miến này miến dặm miến trong quấn vào nhau. Trước bây giờ Nha Trang chỉ tìm một cái quán lươn Nghệ An để ăn thì mãi chả thấy đâu. Ngon. Cái này muốn ngon hơn là nó phải có nhiều măng. Măng mình nhiều tỏi hơn là ăn ngon. Tỏi tùy nhưng có măng. Tỏi ai ăn được thì bỏ vào cũng rất là ngon. Nhưng bây giờ mình thích ăn tỏi. Về Nghệ An mình rất thích ăn những món lươn. Lươn là những món mà lươn mình ở quê mình thì là nông thôn, nhưng không phải thành phố, nên là mình có thể mua những con lươn mà lươn đồng gốc người ta đi bắt được ấy, mình mua tại chỗ ăn rất là ngon, lươn đồng ăn là tuyệt vời luôn. Ở đây thì mình không biết, đấy là quán. Ở nhà thì thường mình rất là thích ăn lươn, hay mua những cái chỗ người ta bắt ở đồng về, lươn đồng ăn là tuyệt vời. Quý vị và các bạn ai có ghé Nghệ An thì chúng ta thưởng thức cái món miến lươn, cháo lươn hoặc súp lươn. Cháo lươn ăn rất là ngon. Đấy là mình gọi miến lươn, rất là thích ăn cháo. Lỡ gọi miến là phải ăn miến. Bao nhiêu năm đi xa rồi nên rất là nhớ những cái món ăn đặc sản của quê mình. Rất là mọi người có ai yêu thích cái món này không? Cái nước dùng nó rất là ngon. Quán nó rất là đông khách. Giờ này mình đi ăn thì hơi muộn rồi. Bởi vì là ở quê không phải làm gì nên là hay ngủ dậy muộn, toàn đi ăn muộn thôi. Ăn sớm thì đông lắm. Những quán này cũng đang rất là có cái thương hiệu, ăn rất là ngon. Thì mình thấy quán này có từ trước rất là lâu rồi, có rất là nhiều món ngoài ngoài miến lươn này, cháo lươn này, lươn này, thì có thêm lại những món như là phở bò này, tái này, phở giò, rất là nhiều các loại phở, phở bún. Ở quê mình người ta rất là chuộng cái món nước chè xanh, món nước chè xanh. Rất là đẹp. Lâu rồi mình cũng không ngày trước uống cái chè xanh như là uống nghiện đấy, quý vị ạ. Rất là ngon, đó là nghiện nhưng mà không gọi là nghiện, mà gọi là thích nó, khi nào cũng uống nó. Ngon rồi, lâu rồi uống rồi vẫn thấy ngon. Đi chơi mà mắc đi. Hầu như chủ yếu là toàn là nước chè xanh nha quý vị, không có những cái nước trà xanh thì xanh nóng.
nay cũng không phải mùa hè, mùa hè mà người ta hay có nước có mấy đá mà xanh. Có một số đồ ở nhà rồi. Thôi nhiều quá. Quán này mở cả ngày, khách cứ lai lai vậy. Bây giờ cũng là gần 9 giờ rồi. Quý vị ai có đến Bắc Té Nghệ An thì hãy nhớ thưởng thức cái món lươn nha quý vị. Có thể ăn cháo, có thể ăn miến. Miến thì giống như phở của miền Nam ấy. Hoặc là ăn súp lươn. Rất nhiều cái món phở tại Nghệ An. Nó có những cái hương vị khác nhau. Quý vị và các bạn hãy thưởng thức nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Rồi xin tôi còn cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.